cho các anh chị. Ngày thứ hai, ngày 4 tháng 9 23. Giải đề cuối kỳ. Vi tích phân 1B. Sau kỳ 3 là hè. Sau kỳ hè 2022. Cũng nói thêm rằng là trong nhiều năm thì đây là năm học mà có mở cái học kỳ hè môn này. Khoảng nhiều năm trở lại đây thì không. Thời gian nó tương đối gấp gáp và đồng thời chất lượng thì dĩ nhiên là không thể so với các cái học kỳ chính thức được. Kỳ chính thức thì mình có 11 tuần, 15 tuần v.v. Còn kỳ hè thì thời gian nó rất là ngắn, khoảng 5 tuần thì không thể chuyển tải hết cái nội dung của môn học đủ để đánh giá cái chất lượng cho nó tốt được. Ngày thi là ngày 31 tháng 8 vừa rồi, hôm nay là ngày 4 tháng 9. Câu 1. Dạ. Y bằng log log 3 của x bình 2 x bình phương cộng x cộng 1. X y là những hàm số của t. X bằng xt, y là bằng yt. Câu A, nếu giờ x chia giờ t bằng 2, tìm giờ y chia giờ t khi x bằng 1. Câu A. X bằng 1 và giờ x chia giờ t bằng 2. Bây giờ hỏi rằng là giờ y chia giờ t bằng bao nhiêu? Thì chúng ta để ý là giờ y chia giờ t hoặc là dy chia dt bằng dy chia dx nhân với dx chia dt. Dy chia dt bằng dy chia dx nhân với dx chia dt. Rồi. Ta lại có dy chia dx. Thì nói cách khác là y phẩy theo x bằng log na 3 của 2x bình phương cộng x cộng 1. Các anh chị lấy đạo hàm, nhân đạo hàm dĩ nhiên là đạo hàm theo miếng x rồi.
lốc u đạo hàm bằng u phải chia u 2 x bình cộng x cộng 1 lấy đạo hàm chia 2 x bình cộng x cộng 1. Hai x bình đạo hàm là 4x, rồi x đạo hàm là 1, còn 1 đạo hàm bằng 0, chia cho 2 x bình cộng x cộng 1. Từ đây kéo theo dy chia dx. Tại x bằng 1 thì chúng ta chỉ việc thế qua thôi, thay x bằng 1 qua là 4 cộng 1 chia cho 2 cộng 1 cộng 1, như vậy là 5 chia cho 4. Vậy dy chia dt khi x bằng 1 bằng dy chia dx. Khi x bằng 1 nhân với dx chia dt x bằng 1, dy chia dx khi x bằng 1 là 5 chia 4, còn dx chia dt thì theo đề bài bằng 2. Cho nên đáp số các anh chị thấy là 5 chia 2. Đó là câu A. Câu B. Nếu dy chia dt bằng 9 tìm dx chia dt khi x bằng 2. Thì có nhiều cách trình bày, thì một cách là chúng ta cũng xuất phát từ cái mối liên hệ ở câu A đã được trình bày. Vì dy chia dt bằng dy chia dx nhân với dx chia dt.
và DI chia DX. Thì theo cái các bạn đã tính ở trên, bằng 4x cộng 1 chia 2x bình cộng x cộng 1. DI chia DX khi x bằng 2. Anh chị thế không? 4 x 2 là 8 cộng với 1. 2 bình là 4 x 2 bằng 8 cộng 2 cộng 1. Vậy chúng ta được 9 chia 11. Là 4 x 2 là 8 cộng với 2 là 10, 1 là 11. Điện tử là 4 x 2 là 8 cộng 1 bằng 9. Nên giờ y chia giờ t thì chúng ta thay bởi 9. Giờ y chia giờ x chúng ta thay bởi 9 chia 11 nhân với giờ x chia giờ t. Nói cách khác là giờ x chia giờ t, anh chị thấy là rút gọn số 9 đi và chuyển 11 qua vế trái, hay nói cách khác là nhân hai vế với 11. Khi x bằng 2. Đây, chúng ta còn viết cách khác là giờ x chia giờ t khi x bằng 2 bằng 11. Đó là câu 1. Câu 2 dạ. Dùng quy tắc trung điểm với giá trị n cho trước, hãy xấp xỉ tích phân sau. 0 đến bị chia 4. Cos 14x để.
công thức xấp xỉ. Tích phân. Tích phân từ A đến B của Fx, Dx. Sẽ gần bằng sigma. Xy trừ đi xy trừ 1 nhân với f của xy sao y từ 1 đến n. Giờ ta chia đoạn 0 đến bi chia 4. Thành 4 đoạn con bằng nhau. Tuy nhiên các anh chị hỏi vì sao chia thành 4 đoạn con bằng nhau? Vì mình đang xét đề bài đang nói dùng quy tắc trung điểm mà ha. Thì ta có delta xy chính là xy trừ đi xy trừ 1. Thì các anh chị thấy là bằng độ dài của đoạn AB chia cho n. Như vậy là bi chia 4 trừ đi 0 chia cho 4. Các anh chị được bi chia 16. Giờ chọn điểm lấy mẫu. Xy sao là trung điểm của đoạn con thứ y. Là xy trừ 1 đến xy. Thì tôi minh họa thêm. Zero, x1, x2, x3, x4, x5. Đây là 0, bi chia 4. Chia đoạn AB thành 1, 2, 3, 4. Quá dư ha.
Đi chi 4 ở đây à. Bỏ đâu nào cũng được. Đi chi 4 ở đây. Thành 4 đoạn con bằng nhau thôi. Cho nên chỗ này là x 1 sao. X 2 sao. X 3 sao. X 4 sao. Các anh chị nhìn thấy ngay chỗ này là bi chia 16. 2 bi chia 16 là bi chia 8. 3 bi chia 16. Tương đối rõ về số liệu luôn ha. Còn dĩ nhiên trong trường hợp tổng quát thì nói sao. Ở đây thì số liệu nó cụ thể, mình dùng cụ thể luôn. Các anh chị dễ thấy x 1 sao. Là mình lấy độ dài của một đoạn con chia làm đôi. Delta x y chia 2. Dễ thấy, hay nói cách khác là từ 0 đến x 0 đến x 1 nè, anh chị chia đôi đi. Thì là bi chia 16, mình chia 2 là bi chia 3 ha. Còn ở đây dĩ nhiên có 4 giá trị thôi, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, cho nên nếu mà tổng quát thì chúng ta sẽ dùng cái công thức chúng ta biểu diễn ra. X 2 sao, dễ thấy là bằng x 1. Cộng thêm độ dài của nửa đoạn con. Cho nên các anh chị thấy là được. Còn không thì mình đếm nè. Một bi chia 32. Hai bi chia 32. Ba bi chia 32. Tương tự x 3 sao, mình đếm tương tự thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Năm bi chia 32. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy bi chia 32. Đông không? Đông. Vậy tích phân từ 0 đến bi chia 4 cốt 4 x dx sẽ gần bằng. Chúng ta áp dụng công thức sắp xỉ lúc nãy các anh chị. Như vậy là xy trừ y trừ 1 thì luôn luôn là bằng bi chia 16 ha. Chúng ta có thể viết lại là delta xy nhân với f của x1 sao cộng với f của x 2 sao cộng với f của x 3 sao cộng với f của x 4 sao. Bi chia 16 nhân với cos mũ 4 x 1 sao là bi chia 32.
Thì cộng với cos mũ 4 x 2 sao là 3π chia 32 cộng cos mũ 4 của x 3 sao là 5π chia 32 cộng với cos mũ 4 của π chia cho 7π chia 32 và cuối cùng là chúng ta bấm máy để sắp xỉ. Bị chia 16 nhân với cos của pi chia 32 mũ 4 ha từ pi chia 32. Ok. Sigma đi cho nó lẹ các anh chị. Sigma đi. Cos B nhà viết công thức này thì sigma như thế nào để khó khăn nữa. Có pi chia 32 4 cộng với cos 3π chia 32 mũ 4 cộng với cos của 5π chia 32 mũ 4 cộng với cos 7π chia 32 mũ 4
Đúng rồi. Sắp xỉ 0 phẩy 7853. Bao nhiêu số mình cứ viết hết ra là tốt nhất. Rồi, dù sao thì mình cũng kiểm lại cái tích phân chút ha, kiểm lại. Kiểm lại. Tích phân của cóp. Mũ 4. 0 đến bị chia 4. Không phẩy 78 529978. Đúng rồi. Đây là ổn nha. Chú ý thêm. 0 đến bị chia 4. Cốt 4 ít đề. Sắp xỉ. 0,78 52 99 7867. Cục 3. Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng và tính tích phân nếu hội tụ. Câu A. 1 đến cộng vô cùng. Để x chia x bình cộng 2x. Bước số 1. Thì với t lớn 1. Rồi đi tính tích phân từ 1 đến t của dx chia x bình cộng 2x. Đặt 1 chia x bình cộng 2x. Một trên cho x nhân với x cộng 2. Mình dùng chữ A rồi ha. A1 chia x cộng A2 chia x cộng 2.
các anh chị quy đồng mà bỏ mẫu thức đi, mẫu thức chung là x nhân với x cộng 2. Chúng ta thu được cái dạng là hai đa thức bằng nhau. Thì khi và chỉ khi các hệ số tương ứng bằng nhau. Hệ số của x ở vế trái là 0. Hệ số tự do ở vế phải là 2a1 bằng hệ số tự do vế trái là 1. Vậy dễ thấy a1 là 1/2. Như vậy là a2 trừ 1/2. A2 dễ thấy là bằng trừ a1. Ra có nhiều cách trình bày, đây chỉ là một cách viết thôi. Vậy tích phân từ 1 đến t của dx chia x bình cộng 2 bằng tích phân từ 1 đến t a1 chia x 1 chia 2 x cộng a2 chia x cộng 2 trừ đi 1 chia 2 nhân x cộng 2. Một phần hai lóc này bài trị từ đó có x trừ đi 1/2 lóc này bài trị từ đó có x cộng 2 cần đi từ 1 đến t. Thay x bởi cận trên trừ đi thay x bởi cận dưới để ý là t là số lớn hơn 1 cho nên chúng ta có thể viết là 1/2 log này 3 log của t trừ log của t cộng 2 ta viết luôn là t trên t cộng 2 hiệu 2 log là log của thương. Lớp này 3 của 1 thì để ý là bằng 0. Cộng với 1/2 lớp này 3 của 3. Đây là bước 1. Bước 2. Ta tính liêm của kết quả vừa rồi. Khi t tiến về cộng vô cùng. T trên T cộng 2 mình rút gọn tử và mẫu cho T đi. 1 trên cho 1 cộng với 2 chia T. Cộng với 1/2. Lúc này bài của 3. Mất vuông. Khi T tiến về cộng vô cùng. Như vậy là bằng 1/2 liêm log này 3 của 1 trên cho 1 cộng 2 chia t. T tiến về cộng vô cùng. Cộng 1/2 log này 3 của 3. Liêm của hàng số thì là chính nó.
T tiến về cộng vô cùng thì 2 chia T tiến về 0. Cho nên là còn lớp này bài cũng 1. Đi lúc này bài của 1 thì bằng 0. Cho nên kết quả giới hạn ở bước 2 là bằng 1/2 lúc này bài của 3. Điều này chứng tỏ là giới hạn tồn tại và hữu hạn. Bước 3 kết luận. Tích phân suy rộng đã cho. Hồi tụ và có giá trị là không đến cộng vô cùng một chứ để x chia x bình cộng 2 bằng 1/2 lúc này bài của bạn. Được ha. Câu B. Tích phân này là gì? Tích phân từ 0 đến 1. X nhân với lốc này về của x để giờ bước 1. Giờ với T lớn 0 nhỏ 1. Ta đặt cái tích phân là A đi, tích phân từ T đến 1, x nhân vào lúc này bài của x để ở đây chúng ta để ý đêm lúc này bài của x, x tiến về 0 cộng thì các anh chị để ý là bằng trừ vô cùng ha. Chúng ta tính tích phân này bằng phương pháp tích phân từng phần. Đặt U bằng log này bài của x. DV bằng xD. Kéo theo DU bằng 1 log này bài của x đạo hàm là 1 chia x. Các anh chị nhân với giờ x. Chọn V, một nguyên hàm của x là x bình chia 2. A bây giờ bằng U nhân V, x bình chia 2 nhân với log này B của x. Cận đi từ T đến 1 trừ tích phân từ T đến 1 của VDU, x bình chia 2 nhân với 1 chia x để là x chia 2. Thay x bởi cận trên 1/2 nhân với log này bài của 1 trừ t bình chia 2 log này bài của t trừ đi một nguyên hàm của x là x bình chia 2 chia 2 nữa là x bình phương chia 4 cận từ 1 và t đến 1. Để ý lúc này bài của 1 thì bằng 0, cho nên là còn trừ t bình chia 2 lúc này bài của t trừ đi thay x bởi cận trên là trừ 1/4 trừ đi trừ là cộng thay
x bởi cận dưới thầy x bởi t là t bình chia 4. Đó là bước 1. Câu số 3, câu số tích phân này thì tương đối được về mặt chất lượng ha. Bước 2. Giờ chúng ta đi tính lim của A khi T tiến về 0 cộng trừ T bình chia 2 nhân với log nay 3 của T trừ 1 chia 4 cộng với T bình chia 4 T tiến về 0 cộng. Giờ chúng ta dùng tính chất về giới hạn lim của tổng hiệu bằng tổng hiệu các lim trừ 1 phần 2 là hằng số đưa ra ngoài đi. Lim của T bình nhân với log nay 3 của T. T tiến về 0 cộng trừ đi lim của 1 phần 4. T tiến về 0 cộng cộng với lim của T bình phương chia 4. T tiến về 0 cộng. T tiến về 0 cộng thì để ý là T bình tiến về 0. Còn log nay 3 của T tiến về trừ vô cùng. Cho nên giới hạn đầu tiên ở đây nó có dạng là không nhân vô cùng. Và chúng ta phải biến đổi. Thì một phương pháp biến đổi là chúng ta đưa T bình xuống tầng thứ 3. Hoặc là nói cách khác tầng thứ 2 cũng được. Trừ 1 phần 2 nhân lim log nay 3 của T chia T mũ trừ 2. T tiến về 0 cộng. Giới hạn thứ nhì là lim của hằng số thì bằng chính nó trừ 1 phần 4. Giới hạn thứ 3 thì thay T bởi số 0 chỉ được 0 chia 4. Giới hạn đầu tiên này bây giờ nó có dạng là trừ vô cùng chia cho cộng vô cùng. Lốc này bay của 0 cộng là trừ vô cùng, còn 1 chia cho T bình. Với T tiến về 0 cộng thì 1 chia T bình rõ ràng tiến về cộng vô cùng. Cho nên các anh chị áp dụng được quy tắc L'Hôpital ở cái giới hạn đầu tiên. Lốc này bay của T đạo hàm là 1 chia T. T mũ trừ 2 đạo hàm là trừ 2 nhân với T mũ trừ 3. T tiến về 0 cộng. Trừ 1 phần 2. Rồi cái hệ số trừ 2 này đưa ra ngoài coi như là 1 phần 4 ha. Xin lỗi thiếu. Trừ 1 phần 4 phía trên nè. Số hàng phía sau. Còn 0 chia 4 thì bằng 0. Nhân với lim. T mũ trừ 3 đưa liên tử là T mũ 3. Chia T là còn T bình phương. T tiến về 0 cộng. Trừ đi 1 phần 4. Một phần tư. Lim của T bình T tiến về 0 cộng thì thay T bằng 0 vào. Anh chị được 0 bình là bằng 0. Trừ đi 1 phần 4 và các anh chị thấy là kết quả là trừ 1 phần 4 ở bước thứ nhì. Và như vậy là điều này chứng tỏ giới hạn chúng ta khảo sát là tồn tại và đồng thời là hữu hạn. Cái bản chất là giới hạn tồn tại.
và hữu hạn. Như vậy bước 3 kết luận. Tích phân đã cho hội tụ phân đã cho là tích phân suy rộng, đã cho hội tụ và có giá trị là gì? Tích phân từ 0 đến 1 x nhân với log nabla của x để tính là bằng cái giá trị ở trên trừ 1/4. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa. X3N trên là cộng 5. Để R được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa. N nhân với x trừ x chia rho lũy thừa N. N đi từ 0 đến cộng vô cùng. Nếu trị tuyệt đối của x trừ x chia rho nhỏ hơn R thì chuỗi hội tụ, có nghĩa là những số thực x mà thỏa mãn cái bát đa thức này, thì khi thay vô chuỗi lũy thừa ban đầu, các anh chị thu được một chuỗi số hội tụ. Và nếu
Đề từ đó có x trừ x 0 mà lớn hơn r thì chuỗi phân kỳ. Và ngoài ra chỉ số R này được tìm bằng cách dùng một trong các công thức là lim trừ từ đó an chia an cộng 1 là tiến về cộng vô cùng. Hạt R bằng 1 chia lim căn bởi n trừ từ đó an. N tiến về cộng vô cùng. Do vậy cho nên bây giờ với cái chuỗi này đặt x lớn bằng x mũ 3 sigma x 3n chia n cộng 5 n đi từ 2023 đến cộng vô cùng mà sigma x lớn lũy từ n chia n cộng 5 n đi từ 2023 đến cộng vô cùng. Ra n bắt đầu từ bao nhiêu thì không quan trọng ha. Thế thì bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa mới mới là chuỗi có biến là x lớn R bằng lim n chia n cộng 1 là tiến về cộng vô cùng. Ở đây với n là 1 chia n cộng 5 hệ số đi với x lớn lũy thừa n. Do vậy cho nên lim r bằng lim n là 1 chia n cộng 5 chia n cộng 1 là nhân nghịch đảo thay n bởi n cộng 1 vô nên chỉ được n cộng 6 chia 1 n tiến về cộng vô cùng. Và dĩ nhiên là số dương rồi cho nên là mình khỏi trị tuyệt đối cũng được, chia tử và mẫu cho n đi. Và dễ thấy là 6 chia n với 5 chia n đều tiến về 0. Cho nên lim này là bằng 1 cộng 0 trên cho 1 cộng 0 bằng 1. Do đó
chiêu ít lũy thừa. Sigma x lớn lũy thừa n chia n cộng 5 là đi từ 2023 đến cộng vô cùng. Hội tụ khi trị tuyệt đối của x lớn nhỏ hơn r là 1 và phân kỳ khi trị tuyệt đối của x lớn hơn r là 1. X lớn nhỏ hơn 1 trị tuyệt đối tương đương với trị tuyệt đối x nhỏ mũ 3 nhỏ 1 tương đương với trị tuyệt đối x lũy thừa 3 nhỏ 1 tương đương trị tuyệt đối của x nhỏ 1 luôn. Rồi trị tuyệt đối x lớn 1 tương đương với trị tuyệt đối của x lớn x nhỏ mũ 3 lớn 1 tương đương với trị tuyệt đối x mũ 3 lớn 1 tương đương trị tuyệt đối x lớn 1 luôn. Do đó và vì vậy cũng được, vì vậy chuỗi lũy thừa đã cho là x nhỏ mũ 3 n chia cho n cộng với 5 n từ 2023 đến cộng vô cùng. Hội tụ khi trị tuyệt đối với x nhỏ 1 và phân kỳ khi trị tuyệt đối với x lớn 1. Do đó theo định nghĩa thì bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa đã cho là R bằng 1. Ngoài ra thì có thể có nhiều cách trình bày khác. Còn bên trên đó là một cách viết. Được ha. B. Tìm khai triển Taylor của hàm số f(x) bằng x nhân với a lũy thừa x trừ 1 quanh 1 đến cấp 3. Bài này cũng có nhiều cách làm. Ta có fx bằng f1 cộng với f phẩy tại 1 chia 1 dư thừa nhân với x trừ 1 cộng với đồng cấp 2 tại 1 chia 2 dư thừa nhân với x trừ 1 bình phương
cộng với 5 cấp 3 tại 1 chia 3 giây thừa nhân với x trừ 1 mũ 3 cộng với R3 x bây giờ f tại 1 1 nhân với e mũ 0 1 f phải x x nhân với e mũ x trừ 1 anh chị lấy đạo hàm của x là 1 nhân với e mũ x trừ 1 cộng với x nhân với e mũ x trừ 1 lấy đạo hàm dễ thấy là e mũ x trừ 1 e mũ u đạo hàm là e mũ u nhân u phải nhưng mà x trừ 1 đạo hàm các chị thấy là cũng là x trừ 1 xin lỗi x trừ 1 đạo hàm là bằng 1 như vậy được 1 cộng x như vậy em mũ x trừ 1 kéo theo f phải tại 1 2 nhân với em mũ 0 là 2 đạo cấp 2 lấy đạo hàm của đạo cấp 1 1 cộng x nhân với e mũ x trừ 1 đạo hàm x cộng 1 đạo hàm là 1 nhân với v là e mũ x trừ 1 cộng u là 1 cộng x nhân với e mũ x trừ 1 đạo hàm là e mũ x trừ 1 xung quanh là họ đang sửa nhà cho nên là có âm thanh của khoang bê tông. Lấy e mũ x trừ 1 đã thừa số chung thì các anh chị được 2 cộng với x nhân với e mũ x trừ 1 suy ra f 2 phẩy tại 1 2 cộng 1 là 3 e mũ 0 là 3 đạo cấp 3 lấy đạo hàm của đạo cấp 2 2 cộng x anh chị nhân với e lũy thừa x trừ 1 lấy đạo hàm 2 cộng x đạo hàm là 1 nhân với e mũ x trừ 1 cộng với u là 2 trừ x cộng x nhân với đạo hàm của e mũ x trừ 1 vẫn là e mũ x trừ 1 rút e mũ x trừ 1 thừa số chung đi thì được là 3 cộng x nhân với e mũ x trừ 1 kéo theo f 3 phẩy tại 1 4 nhân với e mũ 0 là 4 vậy fx bằng f1 là 1 cộng với đạo cấp 1 tại 1 là 2 chia cho 1 giây thừa là 1 nhân với x trừ 1 cộng với đạo cấp 2 tại 1 là 3 chia 2 giây thừa là 2 nhân với x trừ 1 bình phương cộng với đạo cấp 3 tại 1 là 4 chia 3 giây thừa là chia 6 nhân với x trừ 1 mũ 3 cộng với R3 bằng 1 cộng 2 nhân với x trừ 1 cộng 3 chia 2 nhân với x trừ 1 bình phương 4 chia 6 là 2 chia 3 2 chia 3 nhân với x trừ 1 mũ 3 và cộng với R3 và đó là đáp xong. Tôi luôn luôn nói các anh chị là đây chỉ là một cách trình bày, ngoài ra thì có thể các anh chị làm nhiều cách khác. Và tới đây thì một lời giải cho đề thi cuối kỳ môn vi tích phân 1B học kỳ hè vừa rồi. Thế là xong. Chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành.